Em xin chào tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc nhé. Em là Hạnh ở Hà Nội, chuyên bán là tất cả các loại địa lan hoa Tết này, các loại chơi Tết như là đen dâu xuân, địa lan các loại và một số mặt hàng nữa các bác nhé. Các bác theo dõi video của em và ủng hộ cho em các bác nhé, ủng hộ nhiệt tình cho em ạ. Đấy. Các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0394547221. Các bác có thể nhắn tin qua Zalo hoặc nhắn tin qua điện thoại cho em nhé. Đấy, thì đầu video hôm nay thì em sẽ lên cho các bác các cái chậu của đen dâu xuân. Đấy, để vào nó vào cái dòng đen dâu xuân thì thật sự với các bác là nó rất là dễ chăm các bác, rất là dễ chăm. Đấy, siêng hoa, hoa rất là bền các bác nhá. Hoa chơi xuyên Tết luôn các bác ơi. Đấy, xuyên lục địa luôn nhá. Đấy, riêng nói về dòng đen dâu thì hoa nó rất là bền và là một dòng dễ chăm rồi. Đấy. Thì hôm nay em về cái dòng đen dâu hoa tím hồng các bác nhá, rất là đẹp. Cái màu nó rất là sáng luôn các bác ạ, cái màu nó rất là sáng luôn. Đây các bác nhá. Hoa này. Đấy. Màu cực kỳ sáng luôn đấy. Tết các bác trưng tầm một vài chậu này thì nhìn cái chậu cái bàn phòng khách của mình rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, màu nó rất là sáng luôn ạ. Đấy thì em sẽ lên cho cả nhà các cái chậu của đen dâu xuân. Đen dâu xuân thì em sẽ chia sẻ với giá là 200k cho một chậu các bác nhá. 200k cho một chậu. Đấy rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây, em sẽ quay lên cho các bác xem này. Lụ chi chít luôn các bác nhá. Thân của nó thân là thân siêu lù luôn các bác này. Đấy, thân siêu lù luôn đấy, các chậu của nó đều như vậy. Đấy, một chậu là gồm rất là nhiều thân các bác nhá. Đây, lụ này các bác nhìn này. Đấy, rất là nhiều lụ luôn này, các bác nhìn ơi. Đó. Rất nhiều lụ đây, em để riêng cho các bác một chậu này. Đó. Nhiều lụ lắm các bác ạ, đây. Lụ chi chít luôn này. Đấy, chi chít luôn nhá. Em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 cho một chậu này. Đấy, một chậu nhiều thân nhiều lụ như thế này. Đấy, các bác chơi hoa thì chơi xuyên Tết luôn các bác nhá. Chơi xuyên Tết luôn. 200.000 cho một chậu nhá các bác nhá. Đấy, giá thật sự là giá rẻ. Bao rẻ nhất thị trường luôn các bác ạ. Đấy. Đấy, 200k cho một chậu nhá. Bác nào lấy thì ủng hộ cho em một vài chậu các bác nhá. Đấy, 200.000 cho một chậu. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Hôm nay em về rất là nhiều luôn. Đấy, mỗi bác ủng hộ cho em một vài chậu cho nhanh hết các bác nhá. Đây ạ. Đấy, lụ của bác ló các bác này. Thân thì siêu lù luôn. Đây này, cái thân này vẫn còn đang nứt tiếp đây các bác này. Đấy, cái dòng này nó siêng hoa lắm. Đấy, 200k cho một chậu các bác nhá. Các bác chốt thì ủng hộ cho em một vài chậu nha các bác nhá. Đó. Lụ cực nhiều luôn các bác ạ, như chấu luôn. Đấy, 200.000 cho một chậu các bác nhá. Đấy thì tiếp theo em lên cho các bác các cái mã của địa lan. Địa lan hôm nay em về cũng rất là nhiều luôn. Trước tiên thì em còn mấy chậu quý phi hàng nhiều ngồng các bác này. Đây em sẽ lên 8 nụ gì đấy. Hai chậu này nó khoảng 8 nụ 3 4 8 nụ. Chậu 1 này 8 nụ luôn này các bác này. Rất nhiều lụ luôn nha bác các nhá. Đấy, quý phi thanh ngọc. Đây em lên cái mặt hoa cho các bác xem qua này. Đấy, hoa của nó rất là sáng màu luôn, bông to. Hoa cực kỳ bền các bác nhá. Đấy, bền phải tầm từ 2 tháng luôn các bác ạ. Đấy, bông to. Đấy, chi chít lụ là lụ luôn. Cái cần của cái quý phi thì nó rất là dài các bác nhá. Đấy, nên là số lượng là hoa trên một ngồng là nó rất là nhiều. Đấy thì cái mã 1 này em chia sẻ với giá là 380.000, chậu này 8 ngồng dài các bác nhá. 380 cho mã 1. Mã 2 chậu này đôi 4 7 ngồng. Đấy, 7 8 ngồng gì đấy. Em chia sẻ cái mã này là 370.000 cho cái mã 2 các bác nhá. Mã 2 của quý phi thanh ngọc. Đấy, 370.000 cho mã 2. Tiếp theo. Đây. Em về rất là nhiều địa lan. Đấy, về lác đác cả đến mỗi loại cả đến trăm chậu các bác ạ, nhiều lắm. Mỗi bác ủng hộ cho em một vài chậu nhá. Thì đầu video ở đây. Đấy, bạch ngọc em cũng về rất là nhiều. Đây em sẽ lên các mã đây các bác nhá. Em chia mã cho các bác dễ chọn này. Đấy, bạch ngọc lan hương hay còn gọi là ngọc trai trắng các bác nhá. Cái hàng này hoa của nó rất là đẹp luôn các bác ạ. Đây em. Nó là một dòng địa du các bác nhá. Nó một dòng địa du này. Đây, hoa của nó đây các bác ơi. Đấy, bông tròn. Bông tròn rất là đẹp luôn các bác nhá. Nó một dòng địa du đấy các bác ạ. Đó. Ngọc trai trắng nha các bác nhá, ngọc trai trắng. Em chia sẻ cái ngọc trai trắng này. Đấy. Một số nhà vườn cũng gọi là bạch ngọc lan hương, nó là một các bác nhá, nó là một. Em sẽ chia theo từng mã. Đây. Cái mã 1 này. Đấy, thật sự là cái giá bạch ngọc năm nay nó rất là hợp rẻ luôn các bác ạ. Chứ như mọi năm thì em thấy cái giá của bạch ngọc này nó lên đến cả 700-800.000 một chậu luôn ý. Đấy, cái đợt đầu bán còn hơn 1 triệu một chậu luôn. Đấy, bây giờ thì em chia sẻ cho các bác cái giá thì rất là rẻ luôn các bác nhá.
345 chỗ mã 1 này là 5 ngồng luôn các bác này. 300k cho mã 1 các bác nhá. Toàn lụ là lụ luôn này. 300.000 cho mã 1. Đây các bác nhìn thì nó hơi khó đây. Đấy. Đây các bác nhìn này, một chậu của nó rất là to luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn ngang thì nó sẽ rõ hơn. Vì em quay thì này nó cũng nhìn nó hơi khó. Đấy, 300.000 cho mã 1, 5 lụ, toàn lụ là lụ luôn. Mã 2 này. 345, mã 2 này em chia sẻ với giá là 320.000 cho mã 2 các bác nhá. Đấy, mã 2 350, à 320. Mã 3. Mã 3 6 ngồng, 7 ngồng, một ngồng bé là 7 ngồng. Đấy, mã 3 này em chia sẻ với giá là 350.000 cho mã 3. Thật sự là chậu của nó rất là to các bác ạ. Đây. Các bác nhìn này. Số lượng lá lượng nụ nó rất là nhiều luôn. Đấy này này. Cái mã 3 này em chia sẻ với giá là 350.000 các bác nhá. Mã 4. Mã 4 của em rất là đẹp luôn các bác này. Đó, đẹp chưa? Cần rất là dài nha các bác nhá. Đây các bác nhìn này, nó là những cái loại địa rủ đây là các bác nhìn này. Đấy, nó rủ xuống rất là đẹp luôn ạ. Đấy, Tết mà các bác có những cái chậu hoa trắng như này mà trưng thì nó rất là sáng luôn các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 phải đến 7 8 lụ luôn ấy. Đấy, cái mã này em chia sẻ cho các bác với giá là 360.000 cho mã 5. Mã 5 là 360 nhá. Mã 6, mã 6 này rất là nhiều lụ luôn. 2 này, 3 4 5 6 gì đấy. Đấy, cái mã này các bác chốt cho em với giá là 350.000. Đấy, đây, ngồng lụ của nó đây, nó đang rủ xuống rất là đẹp luôn các bác nhá. 350.000 cho mã 6. Đấy, mã 7 ạ. 3 4 5 6 7 luôn. Em chia sẻ mã này với giá là 360.000. 360 nhá. Và đây em có một cái chậu VIP này. Cả lô trong trăm chậu tìm được một chậu em đếm nhá, cả to cả nhỏ luôn các bác nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Khoảng 12 13 lụ gì đấy luôn các bác nhá, cả lọ cả nhỏ cả to. Đấy, có duy nhất một chậu nhiều lụ như này thôi các bác ạ. Đấy, các bác nào chốt cái mã VIP này cho em thì các bác chốt cho em với giá là 450.000 các bác nhá. 450.000 trên chục ngồng luôn, cả to cả nhỏ. Đấy, về chơi hoa rực rỡ luôn các bác nhá. Cái giò này là giò VIP đẹp lắm. Có cả lô có đúng chậu. Đấy, 450.000 cho cái mã VIP bạch ngọc lan hương các bác nhá. Tiếp theo em có mấy cái con trâu cũng lên xả luôn cho các bác nhá. Đây có hai con trâu rừng này. Mỗi con một lụ, hai con này thì em bóc ra nó cũng nhìn nó hơi sứt sẹo nhưng mà nói chung là về trâu rừng thì nó rất là khỏe luôn. À, em chia sẻ cho hai con này các bác lấy là 100k lốt nhá, 100k này. Đấy, và có hai con của hồng cánh sen lá mít. Đấy. Mỗi con một lụ, hàng lá mít các bác nhá, bản là to như bàn tay luôn, hai cây lá mít này. Đấy, đây nó hơi bị lỗi lá một chút, đây nó hơi coi như là nó hơi sứt sẹo này. Đấy, và đây. Bị rách một ít lá. Thì coi cái cặp này em chia sẻ cho các bác với giá là hôm nay chia sẻ lốt cho các bác với giá là 380.000 nhá. Đấy, lỗ vốn, lỗ thật sự lỗ thâm xương luôn các bác ạ. Đấy, 380.000 cho con hò cặp hồng cánh sen này các bác nhá. Đây, và em có một cái dề hai cây. Một là cam, hai là hồng cánh sen, nhưng khả năng hồng cánh sen là 80%. Đấy, bác nào lấy cái dề này em để cho các bác với giá là 350.000 các bác nhá. 350.000, hàng lá mít đấy ạ. Lá mít nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên một loại tiếp theo là rồng đỏ. Ô, hôm qua em về rất là nhiều luôn các bác ạ. Đấy, địa lan rồng đỏ các bác nhá, hoa cực kỳ đẹp luôn. Dồi ôi, em cho cả nhà xem hoa đi. Các bác phê luôn. Đây ạ. Đấy, rồng đỏ các bác nhá. Đây. Đây ạ. Đấy, đẹp chưa cả nhà ơi. Tết các bác trưng một cái chậu rồng đỏ như này, bác nào thích tông màu đỏ ấm áp thì các bác sưu tầm những cái chậu rồng đỏ các bác nhá. Đó. Đấy, thì địa lan rồng đỏ thì em về nó là hàng to. Là hàng to các bác nhá, hàng VIP ấy ạ. Hàng nhiều lá, nhiều lụ, chứ không phải là hàng ít lụ, ít lá. Đấy, thì em sẽ lên theo từng mã cho cả nhà dễ chọn nhé. Mã 1 em chia sẻ là chậu này của em là 1, 2 đây này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cần. 7 cần luôn, em chia sẻ với giá là 480.000 cho 7 cần luôn này. Đấy, chậu rất là to, lụ của nó đây các bác nhìn này. Rất vừa tầm luôn nhá, từ giờ đến Tết nhá, thoải mái nở các bác nhá. Đấy, mỗi một ngồng nụ nó gồm rất là nhiều lụ nhỏ rồi. 480 cho mã 1, 7 ngồng. Mã 2 cũng 7 ngồng. Đấy, em chia sẻ với giá là 480.000. Chậu to chưa? Những cái dáng rồng đỏ này nhìn bên ngoài nó đẹp lắm các bác ạ. Biết quay này nó, đây các bác nhìn này. Nó to vật vã luôn ý. Đây em để ngang cho các bác xem nhá, nó to rất là to luôn. Đấy, mã 2 em chia sẻ 480. Mã 3 400
Mã này là 3456 ngồng. Đấy, mã này em chia sẻ với giá là 450.000 cho mã 3 các bác nhé. Mã 4 này là 5 ngồng, em chia sẻ với giá là 430.000 cho mã 4 các bác nhé. Mã 4 là 430. Đấy. Mã 5 này là 6 ngồng, em chia sẻ với giá là 450.000 các bác nhé. 450.000 cho mã 6. Mã 7 này là 36 ngồng, 6 ngồng rất là to luôn. Cái mã 7 này các bác chốt cho em với giá là 470.000 cho mã 6 nhé. Đấy, ngồng toàn ngồng to, cái chậu này thì toàn ngồng to dài luôn ấy. Đấy, toàn ngồng to dài luôn. Và cái hàng rồng đỏ này nó cũng rất là ít hàng luôn, nó không có nhiều đâu các bác ạ. Ở đây em có một cái giò VIP để riêng này. Duy nhất một chậu 8 ngồng. Đây ạ. Duy nhất một chậu 8 ngồng đây các bác ơi. Đấy, không có chậu thứ hai nhá. Đấy, cái chậu 8 ngồng này bác nào lấy em để với giá là 520.000 các bác nhá. 520.000 cho chậu 8 ngồng. Đấy, bác nào chơi hẳn rực rỡ luôn. 520 nha cả nhà ơi, 520 nhá. Đấy. Và tiếp theo em có các cái chậu cái chậu mạc biên này này. Đây là hôm qua có cái chậu mạc biên này rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, em đếm hôm qua hình như là được 7 lụ các bác ạ, 7 lụ luôn nhá. Em chia sẻ cái hàng mạc biên này với giá là 280.000 cho chậu này. 280.000 cho chậu mạc biên này các bác nhá. Đó, đẹp lắm các bác ạ. Đấy, thì thời lượng video của em bây giờ kết thúc nhá. Em cảm ơn các bác đã theo dõi hết video của em. Xin chào và gặp lại các bác những phiên video tiếp theo nhé. Các bác đặt hàng thì cứ gọi điện qua trực tiếp giúp em các bác nhé. 0394547221. Xin chào các bác ạ.